Điểm tin bóng đá ngày 2 tháng 10, Bruno được xóa thẻ, Arsenal và Man City có 3 điểm ở cúp C1. Hãy cùng VOH điểm qua những tin tức bóng đá mới nhất hôm nay. Arsenal khuất phục PSG, Man City cùng Barca đại thắng. Tâm điểm lượt trận thứ 2 vòng bảng cúp C1 2024-2025 dồn về Emirates, nơi Arsenal đại chiến PSG. Les Perez vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng 65% so với 35%. Nhưng pháo thủ mới lại tỏ ra sắc bén hơn hẳn. Phút 20, Leandro Trossard bóng lắc léo rồi tung quả tạt cho Kai Havertz băng vào đánh đầu mở tỷ số. 15 phút sau, Bukayo Saka ấn định thắng lợi 2-0 cho Arsenal ngay trong hiệp 1 bằng quả sút phạt tầm thấp đập đật khó chịu, buộc Donnarumma phải vào lưới nhặt bóng. Cả hai đại gia Man City và Barca đều tận hưởng niềm vui đại thắng. Nếu như Sitter dừng vùi dập Ed Caslow vừng ra tích Laver, thì gã khổng lồ nghiền nát PSG Young Boy 5 bàn không gỡ. Chiến thắng hủy diệt nhất đêm qua đến ở Signal Iduna Park, nơi Dortmund đè bẹp Celtic với tỷ số 7-1. Cũng trên đất Đức, Bayer Leverkusen xuất sắc khuất phục ông lớn AC Milan bằng pha lập công duy nhất của Victor Boniface. Lượt trận thứ 2 vòng bảng cúp C1 còn các kết quả đáng chú ý khác như Inter đánh bại Sao Đỏ Bejac 4-0 hay PSV bất phân thắng bại với Sporting CP. Bruno được xóa thẻ đỏ. Man United vừa kháng cáo lên ngoại hạng Anh thành công về chiếc thẻ đỏ của Bruno Fernandes sau pha vào bóng với James Maddison trong trận thua Tottenham. Đội trưởng Quỷ Đỏ sẽ không phải chấp hành án cấm thi đấu 3 trận tiếp theo. Chiesa dính chấn thương. Trả lời phỏng vấn Sky Sport, huấn luyện viên Arne Slot xác nhận Federico Chiesa sẽ bỏ lỡ trận đấu với Bologna tại cúp C1 rạng sáng mai. Tân binh người Ý dính chấn thương trong buổi tập hôm qua và chưa chắc kịp bình phục để ra sân vào cuối tuần. Balotelli sắp gia nhập câu lạc bộ giải hạng 3. Tờ AS tiết lộ Mario Balotelli sửa soạn đầu quân cho Inter City, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 Tây Ban Nha. Tiền đạo cá tính không gia hạn hợp đồng với Adana Dimitrov và chia tay đại diện Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến dịch 2023-2024. Inter City sẵn sàng chờ đến khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1 năm 2025 để chính thức đăng ký Balotelli. Đội bóng với sân vận động chỉ có sức chứa 2.000 chỗ ngồi kỳ vọng ngôi sao 34 tuổi sẽ tạo ra sức hút giúp giá trị câu lạc bộ tăng cao trên thị trường chứng khoán. Mbappe hồi phục thần tốc. Kylian Mbappe đã có mặt trên chuyến bay cùng các đồng đội Real Madrid hành quân sang Pháp chuẩn bị đò sức linh. Trước đó, chân sút xứ lục lăng vốn được chẩn đoán phải dưỡng thương 3 tuần. Iniesta quyết định giải nghệ. Terry Leivold tiết lộ Andres Iniesta đã quyết định từ giã sân cỏ. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 8 tháng 10, tương ứng với áo số 8 đã gắn bó cùng huyền thoại Barca xuyên suốt sự nghiệp vinh quang. Thi đấu như lên đồng, Adeyemi ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Đức. Dortmund đè bẹp đối thủ đến từ Copeland với tỷ số 7-1, Karim Adeyemi góp công vào chiến thắng của đội nhà và đi vào lịch sử tại cúp C1. Theo thống kê, Adeyemi trở thành cầu thủ người Đức đầu tiên ghi 10 bàn ở cúp C1 trước khi bước sang tuổi 23. Ngôi sao này còn trở thành cầu thủ người Đức đầu tiên lập hat-trick ở một trận đấu tại cúp C1 từ sau khi Napri làm được điều này vào tháng 10 năm 2019 ở trận Bayern Munich thắng Tottenham.